Vị khách mời mà chúng tôi mời đến đây đó là bạn Nguyễn Thị Thu Hiền, dạ. Năm nay 28 tuổi, dạ. Đến chúng ta từ Hà Nội, dạ. Là diễn viên chèo tại Nhà hát chèo Việt Nam. Dạ. Thường thường ấy là nghệ sĩ chèo, diễn viên chèo thì hay chào như nào nhỉ? Này chị em ơi! Ơi! Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì ai biết là ai? Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: ca sĩ nào có biệt danh là Bống, Tóc Tiên, Hà Trần, Hồng Nhung hay Thu Phương? Ngay câu đầu tiên là thấy khó rồi. Biệt danh là Bống. Không biết nhiều về cái dòng nhạc này lắm nên là cũng không để ý lắm. Cháu có 3 sự trợ giúp. Thôi cứ dùng sự trợ giúp cho chắc nhỉ chứ nhỉ. Và cháu sẽ sử dụng sự trợ giúp nào? Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay đi. Chắc chắn khán giả sẽ giúp được cháu. Chúng tôi sẽ đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho bạn Nguyễn Thị Thu Hiền. Ca sĩ nào có biệt danh là Bống? A. Tóc Tiên, B. Hà Trần, C. Hồng Nhung, D. Thu Phương. Xin mời khán giả. Bảy phần trăm chọn A, 2% chọn B, 86% chọn C và 5% chọn D. Đấy, cháu cũng định lên Hồng Nhung. Hồng Nhung ạ. Đáp án cuối cùng của cháu là cháu xin phép gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đây. Cháu xin phép được đáp án cuối cùng của cháu là Hồng Nhung. Câu trả lời cuối cùng là Hồng Nhung, Hồng Nhung. C. Chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Vâng, vì cháu thậm chí nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sáng tác mấy bài hát Bống dành cho Hồng Nhung nữa cơ. Vâng. Câu hỏi số 2: tỉnh nào ở miền Bắc nước ta? Kiên Giang, Thái Nguyên, Bình Dương, Sóc Trăng. Đáp án cuối cùng của cháu là Thái Nguyên. B. Thái Nguyên, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3: đâu là tên một dòng sông nổi tiếng ở châu Phi? Sông Đà, sông Đuống, sông Hậu hay sông Nin? Sông Nin ạ. Đáp án cuối cùng của cháu là D ạ. Sông Nin, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4: chùa Bái Đính nằm ở đâu? Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình hay Hải Phòng? Chắc chắn là Ninh Bình rồi. Chắc vì cháu đã đến Bình đây rồi. Vâng. Đến đi lễ rồi. Và đó là câu trả lời đúng. Đó là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu hỏi số 5: có câu liệu cơm gắp ba chấm gì? Nhiều thịt, mắm, nhiều rau hay nhiều cá? Dạ, câu B là câu trả lời cuối cùng của cháu. B, liệu cơm gắp mắm. Xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Nó là sự cường quốc đấy ạ. Cháu đã vượt qua 5 gọi đầu tiên. Dạ. Về nay cháu đã có chắc chắn 2 triệu đồng tiền thưởng. Dạ. Nếu trả lời đúng ở câu số 6, mức thưởng sẽ là 3 triệu. Dạ. Và bắt đầu từ câu số 6, cháu có thêm một sự trợ giúp nữa là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi số 6: đâu là tên một chợ có ở Hà Nội? Wow, nhiều chợ quá nhỉ. Chợ Mai, chợ Hôm, chợ Bắc hay chợ Đông? Giờ hình như là chợ Hôm nhỉ. Chợ Mai à, chợ Bắc cũng chưa nghe nhỉ. Chợ Đông sao cũng chưa nghe, chắc là chợ Hôm rồi. Cháu sẽ phải nói câu trả lời của cháu là gì? Câu trả lời cuối cùng của cháu là chợ Hôm. Chợ Hôm, B. Và đó là câu trả lời đúng, đơn giản vậy thôi. Trả lời đúng ở câu số 6, cháu hiện nay đang có 3 triệu. Dạ. Nếu trả lời đúng ở câu số 7, nó sẽ là 6 triệu. Dạ. Và đừng quên là mình vẫn còn 3 sự trợ giúp. Dạ. Câu hỏi số 7: từ nào còn thiếu trong câu hẹn cho một hẹn anh chờ, em may ba chấm bao giờ mới xong? A. Áo cánh, B. Áo mới, C. Áo nái hay D. Áo kép? Cháu đang phân vân giữa hai phương án là áo cánh và áo mới. Chẳng thế này là em may áo kép bao giờ cho xong. C.
sẽ giúp 50-50 nhỉ chú nhỉ? 50-50. Từ từ ạ. Để cháu suy nghĩ đã. Cháu sẽ hỏi tổ tư vấn tại chỗ đi. Xin hỏi trong trường quay có ai biết chắc chắn câu trả lời đúng không ạ? Ai biết chắc chắn câu trả lời đúng thì giơ tay. Đã có cách tay giơ lên. Cháu sẽ chọn cho mình một tổ tư vấn 3 người đi. Xin chào chú Lại Văn Sâm ạ. Và xin chào chị Diệu Hiền ạ. Và xin chào tất cả các khán giả. Tên tôi là Đỗ Văn Tấn, đang sống tại ở chung cư Skyline 125D Minh Khai ạ. Và xin giới thiệu với khán giả, với chú Lại Văn Sâm và chị Diệu Hiền, sự trợ giúp là từ đó là từ áo mới á. Áo mới B, người đầu tiên chọn B áo mới. Chúng ta sẽ lắng nghe tiếp. Cháu xin chào chú Lại Văn Sâm và mọi người ở trường quay. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Lê Phương Thảo, cháu đến từ Hà Nội. Hôm nay cháu sẽ trợ giúp cho người chơi là phương án trả lời là D áo kép. D áo kép. Người thứ hai chọn áo kép. Và chúng ta sẽ lắng nghe tiếp. Người thứ ba. Xin chào anh Lại Văn Sâm. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Tôi tự giới thiệu, tôi là Phạm Thị Nụ. Hiện tôi đang sinh sống tại khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi xin trợ giúp cho người chơi, đó là áo mới. B, áo mới. Như vậy là tổ tư vấn 3 người thì có 2 người chọn áo mới, 1 người chọn áo kép. Cháu sẽ là người quyết định. Còn nếu như cảm thấy không chắc chắn thì cháu có thể sử dụng tiếp một sự trợ giúp nào đấy để kiểm tra. Rồi mình đến đây chơi là vui là chính đúng không ạ? Thôi mình cứ chọn đại một phương án đi, vì lúc đấy cháu cũng phân vân là áo cánh và áo mới. Và áo kép và áo mới thì đúng 2 phương án cháu phân vân. Mà bây giờ có dùng sự trợ giúp 50-50 mà nhỡ bỏ mất A với C mà vẫn còn 2 phương án mình phân vân thì cũng phí một sự trợ giúp chứ nhỉ? Đáp án cuối cùng của cháu là áo mới. Áo mới. B. Câu trả lời cuối cùng người chơi đã đưa ra là B, áo mới. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón và làm quen với 6 ứng viên đến với Ai Là Triệu Phú tuần này. Có 3 mức quan trọng chúng tôi luôn muốn người chơi vượt qua là 100.000, 200.000, 500.000. Sảo hôm nay sẽ trở thành triệu phú. Chắc chắn là như vậy rồi, không có một ai ngồi trên ghế nóng mà không có ít nhất 2 triệu cả. Vâng, phải là triệu triệu phú ấy ạ. Nói thế thì ở trắng gió quá. Rằng nếu được giải, cháu sẽ mua là đệm. Một lần mình nằm ở trên đệm đấy, mình đang nằm trên chương trình Ai Là Triệu Phú. Ai Là Triệu Phú thật hay. 15 câu hỏi thử tài người chơi. Khán giả vỗ tay gào gào, nhiệt tình cổ vũ 6 người cùng chơi ạ. Đây là những câu thơ trong bài thơ Áo Anh của nhà thơ Nguyễn Bính. Vâng. Và chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì. C. Lẽ ra chúng ta phải kiểm tra bằng một sự trợ giúp 50-50 chẳng hạn, rất có thể cả D và B mất đi. Như vậy là tổ tư vấn cũng sai, cháu theo tổ tư vấn và cũng không đúng. Cháu sẽ ra về với 2 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Bây giờ thì gửi tặng khán giả một bài hát đi, nhân dịp này. Dạ vâng, cháu sẽ tặng khán giả một cái câu hát trong vở chèo rất là nổi tiếng, rất là kinh điển, đó là vở chèo Quan Âm Thị Kính. Trong đó có nhân vật cô Thị Mầu ạ. Vâng. Tôi Thị Mầu, con gái phú ông, thầy mẹ tôi tôn kính một lòng, tiền cùng gạo tôi lên chùa tiên cung A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, bạch nhà sư trong
chú phải có một cái nhận xét mà chắc là khán giả ở đây cũng sẽ đồng ý với chú. Cháu hát hay hơn là chơi.